Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với H Channel. Hôm trước thì mình đã có dịp trên tay chiếc Samsung Galaxy A7 2017 và bây giờ là đến lượt chiếc A5 2017. Hai chiếc máy này thì có sự khác biệt về kích thước màn hình. Con A7 2017 thì nó có màn hình là 5.7 inch, còn chiếc máy này thì chỉ là 5.2 inch mà thôi. Ngoài ra thì máy còn sở hữu cái viên pin thấp hơn là 3000 so với chiếc A7 là 3600. Và đây là chiếc hộp của chiếc A5 2017 này. Cách đóng hộp thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ có một cái tông màu trắng là chủ đạo. Ở mặt trước này sẽ là dòng chữ Samsung Galaxy A5, ở phía trên là số 2017. Ở mặt sau này là những cái thông tin nổi bật của cái chiếc máy của chúng ta, như là máy sẽ sở hữu cái công nghệ chống nước theo tiêu chuẩn IP68 này. Camera trước và sau thì có độ phân giải là 16 megapixel, sở hữu cảm biến vân tay một chạm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp ra để xem bên trong sẽ có những cái gì hấp dẫn nào. Rất là nóng lòng. Đây chính là chiếc Samsung Galaxy A5 2017 của chúng ta. Phiên bản mình có là cái phiên bản màu đen nha các bạn, rất đẹp. Đây, bây giờ thì mình sẽ để vào bên. Ở đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, đi kèm ở phía sau này. Đây là một cái que để các bạn có thể lấy sim. Sao cứng quá các bạn ạ. Thôi nên là mình để trong đây luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cục sạc, và đây không phải là sạc thường mà là sạc nhanh nha các bạn, tại vì chiếc máy của chúng ta được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh WeChat 2.0. Đây chúng ta sẽ có một cổng cáp USB Type-C chứ không phải là cổng cáp micro USB nữa. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ có tai nghe rất đẹp. Rồi, như vậy thì trong hộp chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Thật sự nếu mà bạn nào có một bàn tay nhỏ khó thao tác trên chiếc Samsung Galaxy A7 2017 thì với cái chiếc Samsung Galaxy A5 2017 này là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Máy chỉ có kích thước màn hình là 5.2 inch, nên là các bạn có thấy là khi mà mình cầm trên tay thì vừa với cái lòng bàn tay của mình, tại vì cái bàn tay của mình khá là nhỏ này, nên là mình rất là thích cái chiếc máy này. Máy vẫn sở hữu một cái phong cách thiết kế như là trên chiếc A7 2017 luôn, với thiết kế nguyên khối ở mặt trước và mặt sau được làm bằng kính này rất sang trọng và cũng như là đẳng cấp bóng bẩy. Tuy nhiên do nó sử dụng cái chất liệu bằng kính nên là mặt sau này khi mà mình cầm một chút xíu thì bám mồ hôi và dấu vân tay khá là nhiều. Ở mặt trước này thì máy sở hữu cái màn hình có kích thước là 5.2 inch với độ phân giải là Full HD và sử dụng cái công nghệ màn hình Super AMOLED truyền thống của nhà Samsung, nên màn hình này thì rất rực rỡ và cũng như là nịnh mắt. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải là 16 megapixel, loa thoại cảm biến và logo của Samsung. Camera trước của máy thì cho một cái góc chụp cũng rất là rộng. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bộ lọc màu khác nhau. Và ở đây thì mình thấy là máy có sử dụng những cái bộ lọc màu của camera 360 này, hay là bên này thì chúng ta sẽ còn có như là B612. Nói chung thì Samsung tích hợp khá là nhiều những cái ứng dụng chụp ảnh ảo diệu hiện nay cho các bạn có thể selfie một cách tự nhiên và cũng như là đẹp nhất có thể. Đó. Bên này nữa thì chúng ta sẽ có những cái chế độ chụp cũng không khác gì nhiều so với cái chiếc A7 2017 thôi. Chúng ta sẽ có chụp selfie này, selfie góc rộng này, hoặc là chụp ban đêm. Rồi, ở phía dưới này chúng ta sẽ có ba phím điều hướng thần thánh của nhà Samsung. Ở đây thì chúng ta sẽ có phím home này tích hợp luôn cảm biến vân tay một chạm, mà mình thấy thì tốc độ nhận diện vân tay của cái phím home trên Samsung này làm rất là nhanh. Các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào thì máy sẽ tự động mở lên luôn. Và khi các bạn nhấn hai lần vào cái phím home này thì nó sẽ mở nhanh camera của chúng ta. Ở bên phải này thì chúng ta sẽ có phím back này, còn bên trái thì chúng ta sẽ có phím đa nhiệm. Hai phím này thì đều có đèn nền để chúng ta sử dụng. Ở mặt sau của máy thì sẽ có camera chính có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/1.9, nên là sẽ cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng này. Và đặc biệt thì mình thấy là cái phần camera này nó không lòi, khá là nhỏ nhắn và cũng như là đẹp. Kế bên thì chúng ta sẽ có đèn flash logo của Samsung. Hai cái phần mặt lưng của máy cũng được bo cong mềm mại, khi mà cảm giác cầm trên tay rất là thích. Đi kèm với đó thì bốn góc của máy cũng được bo tròn, nên là cho cảm giác cầm nắm rất là dễ chịu trên cái chiếc máy này. Ở phần mặt trước của máy cũng được trang bị cái lớp kính cường lực cong 2.5D, nên là mọi thao tác vuốt chạm thì mình thấy đều rất là thoải mái. Phần trên đỉnh của máy thì chúng ta sẽ có khe cắm SIM 2 và thẻ nhớ ngoài. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cổng sạc USB Type-C, kèm với đó là cái jack cắm tai nghe 3.5. Ở bên cạnh phải này thì chúng ta sẽ có phím nguồn, đi kèm với đó là vị trí của loa ngoài. Loa ngoài được bố trí ở đây thì nó giống với chiếc Samsung Galaxy J7 Ride hay là chiếc Samsung Galaxy A8 trước đó. Điều này sẽ giúp chúng ta khi mà các bạn chơi game hoặc là xem phim, thì khi mà các bạn cầm máy như thế này thì nó sẽ phát ra âm thanh tốt hơn. Phím tăng giảm lượng thì được đặt nằm ở bên cạnh trái này, và hai phím này thì mình thấy là nó cho một cái độ nảy khi mà bấm vào cũng rất là tốt. Và ở đây thì chúng ta sẽ có vị trí của SIM 1.
Galaxy A5 và A7 2017 thì nó đều sử dụng chung một cấu hình với con chip Exynos 7880 có 8 nhân 1.9GHz với RAM là 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Máy này cũng được hỗ trợ khi gắn thêm nhớ ngoài. Trong cái quá trình sử dụng thì khi mà mình mở những cái ứng dụng thì mình thấy là nó cho một cái tốc độ phản hồi nhanh hơn rất nhiều so với cái phiên bản 2016. Hiện tại thì Galaxy A5 2017 thì cũng được chạy trên cái nền tảng là Android 6.0 Marshmallow và mình nghĩ là sẽ không lâu nữa thì Samsung sẽ update cái phiên bản Android 7.0 Nougat cho cái chiếc máy này. Đi kèm với đó thì máy cũng được trang bị cái viên pin có dung lượng là 3000mAh. Mình thấy thì thời lượng pin này thì cũng đủ dùng cho một chiếc máy có màn hình là 5.2 inch. Ngoài ra thì với con chiếc Exynos 7880 này thì Samsung sẽ giúp cho máy tiết kiệm được hơn 36% thời gian sử dụng pin so với cái phiên bản trước đó. Nhìn chung lại thì mình thấy là với cái chiếc Samsung Galaxy A5 2017 này thì cho mình nhiều cái cảm giác rất là đặc biệt khi mà cầm trên tay. Với phân khúc chỉ 9 triệu đồng nhưng mà cho mình nhiều cái trải nghiệm thú vị. Đầu tiên là về thiết kế. Với thiết kế nguyên khối mặt trước và sau bằng kính khi cầm trên tay thì rất là sang trọng và cũng như là cao cấp. Đi kèm với đó thì bộ đôi camera trước và sau thì có độ phân giải rất là khủng 16MP, tha hồ cho các bạn chụp ảnh sống ảo và tự sướng các kiểu. Ngoài ra thì với cấu hình của máy thì cũng được nâng cấp này. Cảm biến vân tay một chạm cho khả năng mở khóa và cũng như là bảo mật rất tốt trong quá trình mà mình sử dụng. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị cái khả năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP68 này. Đi kèm với đó thì máy cũng được trang bị cổng sạc Micro USB Type-C và cũng như là công nghệ sạc nhanh WhatChat 2.0 cho chúng ta có thể trải nghiệm tốt hơn trong cái quá trình mà sử dụng. Và các bạn nghĩ sao về cái chiếc Samsung Galaxy A5 2017 này, có đáng mua hay không? Với 9 triệu đồng thì bạn sẽ mua Samsung Galaxy A5 2017 hay là một cái chiếc máy nào khác? Đừng quên để lại comment bên dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.